chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất 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 quan trọng nếu bạn đang ở Việt Nam Đó là đi xe ôm công nghệ Có nhiều hãng xe ôm công nghệ như Grab, Xanh SM hay Bi Nhưng hôm nay mình sẽ lấy ví dụ cụ thể của Grab vì đơn giản là mình hay đi grab khi học tiếng việt về chỉ đường thì bạn học các cụm từ như là ở đâu rẽ phải rẽ trái đi thẳng dừng lại nhưng đến khi gặp tài xế họ nói rất nhiều thứ mới bạn không hiểu và bạn cũng phải nói nhiều thứ phức tạp hơn hôm nay hãy cùng mình học 10 bước đi Grab cụ thể từ lúc bạn đặt xe Grab đến lúc xuống xe nhé. Đầu tiên, khi bắt đầu đặt Grab, bạn có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt hay thanh toán qua thẻ trên app. Nếu bạn thanh toán qua thẻ ở trên app, bạn sẽ nhận được nhiều mã giảm giá và nó cũng tiết kiệm thời gian hơn có một điều thú vị là mọi người thường nói grab thường có google dịch sai một số cụm từ như tôi đang đến chờ tôi một chút có thể bị dịch sai thành những câu rất buồn cười hoặc thỉnh thoảng định vị của grab cũng sai mình thì chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng bạn của mình gặp rồi bước thứ hai ngay khi có thông báo đã có tài xế nhận quốc xe thì tài xế sẽ thường gọi điện luôn cho bạn và hỏi alo anh chị đang ở đâu đấy nhiều học sinh nước ngoài của mình đã tự hỏi ủa họ biết ở trên app rồi mà nhưng không lái xe grab ở việt nam sẽ luôn gọi cho bạn và bạn sẽ phải nói lại bạn đang ở đâu mình đã hỏi một anh grab một lần và anh ấy nói đó là do anh ấy sợ khách đứng sai chỗ khách đặt sai địa chỉ hoặc đến nơi rồi sẽ không thấy khách nên họ gọi luôn để chắc chắn bước thứ ba khi lái xe đến nơi họ sẽ gọi điện cho bạn lần nữa Họ sẽ nói: "Anh ơi, chị ơi, em đến rồi nhé." Các bạn biết đó, họ sẽ luôn gọi bạn là anh, chị vì đó là phép lịch sự trong dịch vụ. Lái xe sẽ luôn gọi khách hàng là anh, chị khi bạn gặp họ. Bạn thấy họ hơn tuổi, bạn chào anh, chị, nhưng họ vẫn muốn gọi bạn là anh, chị. Tất nhiên nếu tài xế trông bằng hoặc hơn tuổi bố mẹ chúng ta chúng ta nên gọi họ là chú cô thứ tư nếu tài xế không tìm thấy bạn bạn nên đi bộ đến một địa chỉ rõ ràng ví dụ cửa hàng tiện lợi winmart một quán cắt tóc tên là phương đối diện cổng trung tâm Royal City vân vân. Bạn có thể nói về bạn em mặc áo màu vàng, em cầm một cái ô màu tím. Nếu tài xế vẫn không biết, bạn có thể chụp ảnh một địa điểm dễ nhận biết gửi vào tin nhắn ở trong app Grab. Bạn có thể gửi định vị nơi bạn đứng. Nếu tài xế đến nhưng không nhận ra bạn bạn có thể nói to anh ơi chị ơi em ở đây hoặc là anh ơi quay lại đằng sau hoặc là chị ơi em đang vẫy tay hoặc là anh ơi bên trái hoặc là chị ơi đi tiếp em ở đây bạn vẫy tay cho tới khi tài xế nhìn thấy bạn bước thứ năm tài xế sẽ hỏi lại bạn khi bạn lên xe để chắc chắn lần nữa. Nếu bạn đi hồ gươm, họ sẽ hỏi, anh đi hồ gươm phải không? Nếu bạn đi số 1 trang tiền, họ sẽ hỏi, chị đi số 1 trang tiền à? Bạn chỉ cần trả lời, ừ hoặc vâng. Nếu bạn nghe không rõ, tài xế sẽ đưa điện thoại cho bạn xem tên và điểm đến hoặc bạn giơ điện thoại của bạn lên. Bước thứ 6. Khi ở trên xe, nhiều tài xế sẽ nói chuyện. Bạn không phải nói chuyện lại nếu bạn không muốn, nhưng mình nghĩ bạn có thể trả lời một vài câu hỏi dễ. Tài xế thường hỏi: Anh đi làm à? Chị đi chơi à? Nếu bạn là người nước ngoài, họ sẽ hỏi anh chị là người nước nào ở việt nam lâu chưa ở việt nam làm gì có người yêu chưa có vợ có chồng chưa có thích việt nam không bạn có thể nói thật hoặc nói dối vì thực ra bạn không gặp lại họ nữa nhiều học sinh của mình nói dối để có thể thực hành thêm tiếng việt mới thứ bảy khi đi trên xe nếu tài xế đi nhanh quá bạn có thể nói anh ơi đi chậm được không nếu tài xế vượt đèn đỏ bạn có thể nói anh ơi đừng vượt đèn đỏ nguy hiểm lắm mình nghĩ phần lớn tài xế sẽ nghe theo khách hàng mình đi grab nhiều mình thấy tài xế grab rất ổn có một vấn đề thôi là khi mình đi Grab Bike nhiều tài xế không có mũ bảo hiểm tốt. Mình vẫn đội, nhưng khi xuống xe, mình thường nói với họ thay đổi mũ bảo hiểm để an toàn cho khách những lần sau. Bước thứ 8. Khi sắp đến nơi xuống, nếu bạn biết địa chỉ chính xác mà tài xế không biết, bạn có thể nói Anh ơi, dừng ở đây! Chị ơi, dừng ở kia, nếu muốn họ đi tiếp, bạn nói. Anh ơi, đi tiếp đi, chưa đến nếu muốn họ quay lại, bạn nói. Chị ơi, quay lại đi, chị đi quá rồi. Để tránh tài xế đi quá, bạn nên chú ý khi sắp đến điểm đến. Bước thứ 9, khi đến nơi, tài xế sẽ nói đến nơi rồi Bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Nếu bạn thanh toán qua thẻ trên app thì sẽ có nhiều giảm giá Khi trả tiền mặt, nếu tiền không quá nhiều, bạn không nên đưa tiền to Ví dụ, chuyến đi của bạn là 26.000 đồng nếu bạn đưa 500.000 cho tài xế, tức là gấp gần 20 lần tiền, họ có thể không có tiền gửi lại bạn nên đưa 30.000, 50.000 hoặc 100.000 thôi. Có nhiều tài xế không đủ tiền lẻ, 1.000, 2.000 vì nó rất ít. Bạn nên cho họ. Thứ 10. Bạn không cần bắt buộc phải đưa tiền tip cho tài xế, nhưng bạn nên làm nếu bạn muốn. Tài xế không nhận được nhiều tiền, nên việc tiếp tiền cho họ cũng là một điều tốt. Nhưng hoàn toàn tùy vào bạn Nếu bạn thanh toán qua thẻ trên app Bạn có thể tiếp qua app Còn nếu bạn đưa tiền mặt Bạn có thể đưa thêm Khi đưa thêm Bạn chỉ cần nói Anh chị không cần gửi lại tiền đâu Là họ sẽ hiểu Họ sẽ nói Cảm ơn anh chị ạ Và bước cuối cùng Đừng quên đánh giá 5 sao cho họ nếu họ đi an toàn nhé nếu có góp ý gì bạn cũng nên nhắn khi đánh giá quốc xe nhé vậy là kết thúc một chuyến đi rồi chúc các bạn có những trải nghiệm an toàn với xe ôm công nghệ ở việt nam nếu các bạn thích những video như thế này hãy cho mình biết nhé cảm ơn các bạn